Chào các anh em, hôm nay mình xin giới thiệu cái trang trại của mình. Cái chỗ mình đứng đây là mình có trồng cao su, còn những cái chỗ khác là mình trồng cam, chanh, đu đủ và trồng keo là ở khu vực khác nữa. Thì cái trang trại của mình đó thì có những cái sản phẩm đó, còn mình nuôi có nuôi cá, nuôi gà. Gà mình nuôi được 4 trại, mỗi trại là mình nuôi được 1.000 con. Thì mình làm cái clip này á là mình chia sẻ đang cái giới thiệu về cái sản phẩm của mình, cộng thêm cái mình nói để cho các anh em biết là mình clip mình chữa bệnh cho gà đó, mà là mình làm mình up lên trên mạng á, mình chia sẻ cho các anh em để anh em biết, để anh em lấy làm tài liệu để tham khảo. Cái bệnh gà nào mình chữa được chưa thì mình mới up lên, mình mới chia sẻ. Còn bệnh nào mình chữa không được thì mình không chia sẻ đâu. Ngày xưa mình có đi học, mình hồi xưa là mình học bên nông nghiệp, nhưng mà mình cái đó lý thuyết mình không nói, bây giờ mình làm thực tế. Đây là tại mình làm thực tế được rồi mình mới chia sẻ, mình đưa lên. Còn anh em nào mà có những cái cách nào hay hơn thì mình cũng chia sẻ để cho anh em biết, để anh em học hỏi. Nếu anh em nào thấy cái clip chia sẻ về cách hướng dẫn chữa bệnh cho gà mà thấy hay thì hãy chia sẻ cho các anh em khác, và hãy bấm đăng ký để nhận những clip mới nhất của mình. Xin thân ái chào anh em nha. Đây là trại gà thứ hai của mình đó anh em. Đây là chanh mình mới trồng, cao su chắc mình cũng chặt bỏ nó chứ để làm gì. Này giá cả nó xuống cỡ đó thì giữ nó chỉ có ăn hèm chứ không được ăn cơm đâu. Khu vực ngoài kia là vườn cam của mình đó.